Tình trạng mua bán thuốc không đơn đã bước đầu được cải thiện. Tuy nhiên, tại nhiều nhà thuốc thì việc lưu đơn vẫn chưa đầy đủ. Đây là thực trạng chung mà Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phát hiện trong buổi thanh kiểm tra hoạt động của các nhà thuốc diễn ra vào sáng nay. Kiểm tra nhà thuốc tư nhân Phượng ở phường Văn Miếu thuộc quận Đống Đa, Hà Nội, cơ quan chức năng cho biết nhà thuốc này đã thực hiện khá đầy đủ các quy định theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm làm chưa đảm bảo như niêm yết giá không đúng theo quy định, đã có hệ thống phần mềm kiểm soát việc mua bán thuốc nhưng lưu mẫu đơn chưa đầy đủ. Đây là bằng chứng của việc vẫn bán thuốc không đơn. Đơn là ok bác sĩ. Nhà thuốc đã thực hiện tương đối cái đầy đủ về cái quy định về kinh doanh thuốc. Đấy, tuy nhiên là vẫn còn một số cái điểm tồn tại mà chúng tôi yêu cầu phải khắc phục và đồng thời phải có cái xử lý. Nên là cái việc mà biển hiệu mà công ty là không ghi số giấy phép lên biển hiệu, đấy là một cái chúng tôi yêu cầu công ty phải khắc phục và ghi số giấy phép lên biển hiệu. Việc thứ hai nữa là cái việc mà công ty đã thực hiện cái việc niêm yết giá đầy đủ tất cả mặt hàng. Tuy nhiên cái việc niêm yết giá là còn ghi tắt các thứ, còn ghi tắt nên là nó chưa đúng quy định. Đó thì chúng tôi cũng yêu cầu là cũng phải khắc phục. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc tuân thủ mua bán thuốc theo đơn, thì phần lớn các nhà thuốc đều khẳng định làm theo đúng quy định, thậm chí cả người dân. Khi mà bệnh nhân đến để hỏi thì chủ yếu là người ta thuốc cảm cúm hoặc là ngập ho hoặc là thuốc đi ngoài để chảy hoặc là nói chung là những cái mỹ phẩm thì cái đấy thì bọn mình bán cho được, chứ còn thuốc thì bọn mình hầu như là chủ yếu là bán đơn. Chỉ bán cho những cái thuốc như là ví dụ như là sát trùng họng, ngậm hoặc là súc miệng các thứ thôi, thì mình tư vấn người ta là nên đi khám để bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh thì để đây mua. Thường là phải những bệnh gì nó nguy hiểm thì mình phải khám bác sĩ. Nói chung là đều phải khám bác sĩ cả, trừ những cái viên thuốc hạ sốt thì có thể mình không cần thiết. Kiểm tra nhà thuốc Nhất Quang trên phố Ngọc Khánh, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhà thuốc này vi phạm về việc ghi chép xuất nhập thuốc và lưu đơn thuốc không đầy đủ. Đáng nói là tại thời điểm hoạt động, nhà thuốc này không có mặt của dược sĩ phụ trách chuyên môn. Và với lỗi này, cơ sở có thể bị tạm đóng cửa hoạt động.